sản Việt Nam với kết toàn không nông bền vững. Đời vẫn lo bằng tình yêu trái niềm tin, vì ngày mai vẫn còn gió hạnh phúc. Nào cầm tay sát với nhau, sống vui niềm trên đường chiến đấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vui từ ngày lên Tây Bắc, đồng bào nào nước mong ta trở về. Giờ chiến thắng ta đã về, vui mừng đón chúng ta tiến về. Núi sông mừng lên, đất nước ta sáng ngời về thắng điện biên. Chiến thắng từng vùng trên trời. Giải phóng miền Tây, bộ đội ta đã mau trưởng thành, thắng trận điện biên phủ, thắng kiên quyết tâm ở trên. Sương vui như quê phơi phơi, đường dân hăng hái khi ta trở về. Dường như chúng ta đã về, vui mừng đón chúng ta tiến về. Chiến sĩ Điện Biên, thế giới làm tan vỡ chiến tranh hai tháng trời, bóp sức xây dựng hòa đoàn Bốn Long đặc công dù và các quân nhân cùng các em kính mến. Được sự thống nhất trong ban liên lạc và sự ủng hộ giúp đỡ của gia đình đồng chí Lương, hôm nay Hội Đồng Ngũ 13 tháng 11 năm 77, tiểu đoàn đặc công dù khu vực Hạ Hòa tổ chức sinh hoạt giao lưu gặp mặt kỷ niệm 47 năm ngày nhập ngũ. Rất vinh dự cho hội chúng ta là được đón mời và ghi nhận tấm lòng của các đồng chí thay mặt cho đảng, cho chính quyền của địa phương cũng bớt chút thời gian để về dự hội nghị chúng ta. Thời gian về dự lễ hội, các đồng chí cũng đã có nhiều những thời gian để về dự lễ hội. Thưa tất cả các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, thế là đã hết một năm nữa chúng ta đã được trải nghiệm chứng kiến bao nhiêu những kỷ niệm vui buồn hiếu hỉ trên các vùng quê của đất tổ. Nhớ lại 47 năm qua, chúng ta là những thanh niên 18 đôi mươi, nghe theo lời của đảng chúng ta lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ của người thanh niên. Qua bao nhiêu rèn luyện, chúng ta đã trở thành một người lính, bằng người lính rất đặc biệt, đó là người lính đặc công trong đơn vị tiểu đoàn 45 đặc công thủ. Không dừng lại ở đó, nửa từ vàng gian nan thử sức, pháo đạn nơi chiến biên cương đã tôi luyện cho chúng ta trở thành những con người bất tử. Đúng là có vất vả mới biết tình anh em, qua thời gian đã gắn kết chúng ta lại là một. Sức mạnh đó được phát huy đến tột đỉnh, thôi thúc các chiến sĩ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Và lịch sử đã chứng minh rằng bộ đội đặc công là một đơn vị đặc biệt.
và tiểu đoàn 45 là một đơn vị anh hùng. Chúng ta là những chiến sĩ anh hùng của thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Trong những chiến công đó, không quên những hy sinh mất mát của đồng đội đã phải bỏ lại xương máu nơi chiến trường. Nhưng những đồng chí thương bệnh binh cũng đã phải bỏ lại một phần máu thịt của mình để giữ lại sự yên lành cho đất nước. Và chúng ta là những người chiến sĩ đặc biệt đang ngồi ở đây cũng đã bỏ lại những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt để giữ bình yên cho thiên giới. Sau cuộc chiến tranh, những người trở về địa phương yên vui với ruộng với vườn, tham gia các công tác xã hội, nhưng cũng có những người vẫn tiếp tục trên con đường binh nghiệp và trở thành những vị lãnh đạo cốt cán trong quân đội. Qua 47 năm với 20 năm tuổi đời, nay chúng ta đã trở thành những ông, những bà, những cây đa, cây đề của các làng quê và là chỗ dựa vững chắc cho các con, các cháu. Một điều quý giá hơn nữa, đó là tình đồng đội trong mỗi chúng ta vẫn được giữ gìn và ngày càng gắn kết. Điều đó đã được chứng minh từ các tư nhân đồng đội luôn luôn sát cánh cùng chồng con đi tham gia sinh hoạt giao lưu với hội và giúp đỡ lẫn nhau trong các cái công việc gia đình, ruộng đồng, sang sửa nhà cửa hay việc hiếu hỉ, chúng ta vẫn sát cánh bên nhau. Hội đồng ngũ tiểu đoàn đặc công 45 khu vực Hạ Hòa thành lập từ năm 1999 với điều mới đầu chỉ có một vài thành viên, nhưng cho đến nay đã có tới 25 thành viên. Qua 25 năm hoạt động cũng đã có những nhiều biến động về quân số, nghèo nàn về nội dung sinh hoạt. Hôm nay chúng ta đã xây dựng được quy chế hoạt động, nội dung sinh hoạt phong phú và có quy tụ được rất nhiều thành viên được tham gia. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các vị khách quý, thời gian sinh hoạt của hội là rất lâu, nhưng sự tổng hợp và ghi lại những kỷ niệm thì còn nhiều hạn chế. Là tôi mới được các đồng chí tín nhiệm để làm cái trưởng ban liên lạc. Trong quá trình thống kê còn những điều gì hạn chế thì mong các đồng chí cũng đóng góp xây dựng và cùng nhau duy trì hoạt động của hội ngày càng tốt hơn. Chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Việt Nam sao mà bất phơi, dắt dòng hồi quê đâu xây đời mới, đứng lên không xích ta được tan. Từ bao lâu ta nuốt ăn hận, quên hy sinh đời ta tươi thắm hơn. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường. Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền.
niềm tin trong phong ba tổ thắng.